chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn rất là đơn giản mà lại ngon, đó là lưỡi heo hấp gừng. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái lưỡi heo nhé. Đây là một cái lưỡi heo nguyên, cả lưỡi heo nó cả cái má đào rồi ạ. Mình sẽ làm món này thì mình sẽ dùng tất cả cái lưỡi heo này. Bây giờ đây là cái lưỡi heo mình mới mua ấy, họ mới làm ấy, nó vẫn còn tức là lợn tươi ấy, các bạn vẫn còn huyết nó cũng rất đỏ như thế này nhá. Các bạn muốn làm sạch ấy, cái phần lưỡi này thì các bạn phải đun cho mình một nồi nước để mình làm sạch nhé. Để hấp thì các bạn cho mình củ hành này, ớt này, củ gừng này và các gia vị để mình ướp vào khi mình món ăn để mình hấp lên cho nó ngon nữa thì chúng ta mình sẽ nói sau. Bây giờ mình sẽ đun nước để mình làm sạch cái phần lưỡi heo trước. Các bạn đun cho mình một cái nồi nước vào nhé, và mình cho vào đây một ít muối để cho nó sạch ạ. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cắt cái hành này ra các bạn nhé. Để cho nó thơm thì các bạn chỉ cần cắt cho mình cái hành ra như thế này thôi. Gừng các bạn sẽ cắt sợi ra cho mà lát đây. Mình để cả vỏ cũng được nhé, vì cái phần vỏ của gừng ấy mình hấp lên để cho nó thơm ạ, rất là tốt đấy ạ. Ớt các bạn sẽ cắt ra cho mình. Khi cái nồi nước các bạn thấy nó sôi lên ạ, nó tăng sôi rồi nhá, mình sẽ cho cái phần lưỡi heo để cho nó sạch cái phần này, đun một tẹo nhé để cho nó nóng, nước nóng lên. Mình đặt cái lưỡi heo nhé, và các bạn sẽ ấy cái đũa, cái phần trắng này mình có thể ấy được ra nhé. Thì mình sẽ tắt bếp để mình vớt ra để mình làm sạch nó nhé. Mình vớt ra, các bạn sẽ xả nước vào cho mình để cho nó đỡ nóng bớt nhé. Để mình làm ạ, để các bạn dùng con dao đây ạ, mình sẽ lột được ngay kia phần lưỡi của nó nhé. Không làm đi thế thì khi chúng ta ăn ấy, nó sẽ cái lưỡi này nó rất là bẩn ạ. Cạo sạch hết đi nhé. Ăn lưỡi thì rất là giòn ngon, nhưng mà mình không làm sạch ấy, những cái bẩn này mình sẽ ăn rất là bẩn thì ghê. Đây các bạn, sau khi mình đã rửa sạch hết cả đây ạ, cái này nhá, nó hết sạch hết cái nhớt nhớt rồi đấy, cái lưỡi rất là ngon như thế này ạ. Và bây giờ mình sẽ khía nó ra nhé, vì khi mình hấp hết cái phần này ạ, nó là sẽ là rất là lâu chín cái phần chỗ này, các bạn sẽ phải khía làm đôi ra thì mình hấp nó mới nhanh chín. Còn phần này mình đừng khía nhá, để cho mình thái nở ra đấy, nó không bị ngắn quá ấy ạ. Khía để mình ướp gia vị vào. Khi chúng ta ăn lưỡi heo này thì rất là ngon, nhưng mà mình không biết cách làm ấy thì ăn nó không sạch mà hôi nhá. Nên là mình cứ phải làm lưỡi heo là mình phải hướng dẫn luôn các bạn như vậy để cho các bạn biết ạ. Đấy, khi mình đã khía như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào đây. Các bạn cho mình muối nhé, cho vào đây một thìa muối này, một thìa hạt lêm này, một phần hai thìa tiêu này. Và cái này muốn sạch hôi nữa thì các bạn sẽ cho mình vào đây một ít rượu nấu ăn nhé.
Các bạn ướp cho mình khoảng 30 phút, sau đó thì mình sẽ đem đi để mình hấp nhé, cho nó ngấm gia vị và miếng mê heo này. Đấy, những cái đây là những cái má đào vậy ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cái nồi hấp nhá, và mình đã để nước ở dưới rồi. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần hành nhá. Các bạn sẽ nót cái phần hành xuống cho mình. Để mình cho cái phần lưỡi heo vào để mình hấp. Đây ạ, lưỡi heo nha. Hành, gừng, ớt các bạn cho hết vào cho mình cho nó thơm nhé. Mình hấp khoảng độ 30 đến 40 phút là cái phần lưỡi heo này sẽ chín thôi. Cho cả cái phần hành lên trên này. Hãy vung lại để mình hấp ạ. Đây ạ, khi sôi rồi các bạn nhỏ lửa cho mình nhé. Đây các bạn, khi mình hấp cái phần lưỡi được 40 phút rồi các bạn ạ. Các bạn xiên vào cho mình nhé, để xem nó còn ra cái huyết không. Không có ra gì nữa cả, tức là đã chín rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra để nguội, sau đó mình mới thái nhé. Đây ạ, khi phần lưỡi mình đã lấy ra và mình để còn nguội rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thái ra. Đấy, chín, hấp chín rất là ngon như thế này nhé. Lưỡi này các bạn không cần phải thái dày quá nhé, thái mỏng mỏng một chút ạ. Các bạn trang trí cho mình vào đây vài ngọn rau sống nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần lưỡi heo ra. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món đĩa lưỡi heo nhá, rất là ngon như thế này. Lưỡi heo hấp gừng thơm ngon, các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.